góc khuất cay đắng ít ai biết của diễn viên kiều trinh đây là lần hiếm hoi diễn viên kiều trinh chia sẻ về đời tư với nhiều góc khuất chị cho biết bản thân từng suy sụp khi chia tay người chồng đầu tiên cuộc hôn nhân thứ hai không trọn vẹn và cuộc sống bình yên hiện tại bên cha và ba người con của mình tôi cảm thấy mình là người may mắn nhất trong nghề vì bản thân tôi chỉ là một cô thợ may nhà quê không có học hành trường lớp mà được vào vai trong một tác phẩm điện ảnh nổi tiếng bộ phim mùa len trâu là cánh cửa thay đổi cuộc đời của tôi và cả gia đình kiều trinh nói trở thành một trong những diễn viên được đánh giá cao bởi khả năng diễn xuất nhưng một khoảng thời gian dài Khán giả ít thấy chị xuất hiện. Chia sẻ về khoảng thời gian này, diễn viên Kiều Trinh cho biết đó là khoảng thời gian khó khăn của cuộc đời, chị chìm vào bi kịch khi liên tục bị bạo hành, cuộc sống tình cảm thời điểm đó như địa ngục trần gian, lúc đó tôi rất sợ, tôi trốn cuộc sống và sợ gặp người đó. Khi ấy tinh thần, sức khỏe ảnh hưởng và tôi bị bệnh rất nặng nhưng không cho ai biết, Kiều Trinh sót xa nói. Sau bao biến cố, cô lâm vào bệnh trầm cảm và may mắn đã được con gái vực dậy khỏi tình cảnh ấy, hiện tại ở tuổi u50, diễn viên Kiều Trinh đã có được cuộc sống bình yên hơn. Bên cạnh công việc diễn xuất kiều trinh vẫn tiếp tục với công việc thiết kế may áo dài